Hello anh em nha, mới ra thì đặt máy xong cái mới dính được vài con nữa, nó mưa tới rồi anh em ơi, mưa kinh khủng, nước non rồi đem ra chưa mà này em kêu trời đẹp đẹp ra đánh xía rồi đi về ăn cơm, sáng ra đánh lại cuốn máy về mà tình hình mưa vậy em chả biết sao luôn anh em, mới đừng được mấy con này chân giò cái mồm, mưa quá thêm có cái lều này đất cũng được rồi nè, anh núp trong cái lều này sẽ gặp người ta họ gửi đây luôn rồi nè nè, mưa có ai nhìn thấy cái đồng không đó, ai cũng bảo đồng đẹp hết nhưng mà nó không có gì đâu, có thấy con cò con gì đâu anh em thấy không, có con chim én nãy mới bay ngang qua đó, chiều lại chả có cái gì hết, mưa gió luôn, chán hết sức chán. Anh em nghe chim kêu không? Đó, bây giờ thì để cho anh em coi nó mới vào được mấy con này. Nhổ rẻ này mà để tầm buổi sáng mà tới chiều là nó chết nha anh em. Để từ sáng tới chiều chết. Nên là anh em nếu mà về tốt nhất là mình không bán được thì mình làm lông mình bảo tủ, chứ nó ốm mà tới chiều nó thiếu nước là nó là cái dòng nước là chân nó là phải ướt chứ đừng nó chân khô là nó ốm nhanh lắm nha nè. Ví dụ như mình đánh được số lượng á, mình làm được cái gì á là mình thấy mấy cái chỗ nước nước này mình bỏ làm sao cho nó đứng đều lên trên đó là nó không có bị hao ký, để em bán ký á, kinh nghiệm bạn nó chỉ á, là con rẻ chân nó khô mà thật sự vậy, nếu mà đêm đánh tới sáng là nó đã nhẹ ký rồi mà mình có cái gì mà ngon ngon mình bỏ chỗ nước sệt sệt thì nó đứng uống nước được là nó không có ốm nha nè đó. Còn bán con thì cũng thấy nó ốm rõ rệt luôn ấy, nhưng mà nhốt cỡ tầm ngày là nó chết à, đánh mà đem về như em về em bỏ cái vỏ xe nè, mà bữa nào vỏ xe bỏ đồ thì em kẹp vào chỗ này em đem về luôn, thì về tới nhà đã chết 2-3 con rồi nè đó, nhưng mà không sao chết thì mình làm thôi đó. Bây giờ bữa nay như là ngày nhiêu ta, giờ 5:30 rồi, 6 giờ rồi. Bữa nay cũng 28 tháng 8 nha nè, thứ bảy chiều ngày 28 rồi, sáng rồi được 2 mấy con á nè đó. Có anh nhiều anh em nó đồng đẹp, đúng rồi đẹp thiệt nhưng mà không có chim đó. Cái bữa là em đánh lưới gà đây, bây giờ người ta gặt nè, đi rồi sợ xe cày xe đồ rồi mấy gặt nó đụng nó vướng á, nó hư cái là mình không có tiền mua nữa. Bây giờ chứ em cũng sắp 16 rồi đó nè, cũng khó lắm. Người đã biết sao, nói chung ra đồng thì mình lén lén là nói chung thì ra đồng thì vẫn sợ nha nè. Tốt nhất là tiếp xúc, cứ trốn thôi chứ biết sao giờ. Ôi nản quá, bây giờ mắt thường của em nhìn không thấy được cái chiếc xe cặt ngay đây đâu nghe anh em, điện thoại nó sáng còn nhìn thấy chứ còn bây giờ em nhìn thấy nó mờ mờ chả biết cái gì đó, mắt em mới được á, em đi đánh chim này xong rồi cũng bị kiến ba khoang nó vào mắt á, nên là cũng căng lắm tốn nhiều tiền hết em, coi như nó vào một con mà mình cảm thấy mình bị mù tạm thời đó, giống như người ta nói vậy đó, hết mấy ngày gần 10 ngày em mới lành được thì cũng tốn hết ít tiền đó, rồi cũng chả làm ăn gì được nằm không, nên anh em đi đêm thì cẩn thận, có nhiều cái mà mình không thể lường trước được đâu. Bây giờ ở lều tôn này mưa gió rồi cũng ớn lắm nhưng mà cũng phải chịu thôi, mình làm đừng cầu sao cho nó may mắn. Và bây giờ chim thì em cũng quay rồi, đồng bãi em quay rồi, để tí nữa sáng ngày có gì em quay cho anh em xem nha. Được ơi, hôm nay hôm nữa nó bớt bớt mưa, trời mưa gió ghê lắm anh em, anh em nhìn gió nè đó, cây nhỏ nhỏ mà nó lay cỡ đó nữa. Thì đó nó phải bất phơ thôi, thì tầm vài hôm nữa nó tối tối thì chắc em đang suy nghĩ là lên tay lưới chích gà đánh đây, hay là chích thì nó đi rồi đó nha anh em, chích thì đi rồi nhưng mà đang suy nghĩ là nên đánh mắt xéo chằng nghịch mắt đỏ rồi hay sao, hay là đánh chích gà
Thì gà thì đánh mòn mỏi thì chắc cũng được 1 con, 2 con. Chưa vào vụ anh em, khi nào đây gặt lên là lúa đây bắt đầu nó trổ cúi đều là lúc đó là gà nó về là em đánh được gà nha. Anh em cứ theo dõi video tới lúc mà gà đồng đây mà bắt đầu nó gặt lại nè. Nó chuẩn bị gặt lại lúa bắt đầu cúi hay là chuẩn bị trổ bung đồng là em sẽ đánh được gà nhiều á. Còn bây giờ thì chưa đâu, bây giờ nếu tối nay thì chỉ có nếu mà đánh đêm thì sẽ đánh chích, chích thì chắc chắn đêm phải được 1 con trở lên rồi. À, tầm 2 3 con, 3 4 con thì nói chung là nay thì nó sẽ nhiều, như trong gói tháng nay mà cái thời tiết này là phải chờ đỡ đỡ tí đã, thì em đánh đêm cũng được 9 con nè, 10 con, 6 7 con, 4 5 con đều đều. Anh em ngoài Bắc bắt đầu hỏi ở đâu mà chích có rồi. Đó. Còn bây giờ em đang tính là thôi đánh chằn nghịch mất xéo cũng không biết sao. Thì cứ đánh thử xem rồi cứ em kẹp luôn mấy chích vào em đánh vào lưới chằn nghịch mất xéo, tại em chịu khó canh chung lắm, tại nếu em đánh thì sẽ là từ chỗ này và nó đi dọc theo cái lều của em luôn đó, đi dọc theo lều nên là em canh chung nên là chắc là đánh kẹp kẹp chích quất với lại mắt xéo hay là chằn nghịch gì đó nữa nên không biết sao, tốn nhiều đầu quá em chưa biết sao, nay dịch bệnh mệt lắm. Thôi chào anh em nha, có gì cho sáng nay rồi em báo cho anh em tình hình biết ngay. Vậy chim thì bắt đầu nhờ mưa gió này nó về đây. Trời thì túi lắm rồi đó anh em, không còn phải là sáng như giờ đâu, tại đó anh em thấy mưa không? Mưa là nhìn qua cây là không thấy luôn rồi đó, nhưng mà trời cái điện thoại được có cái là độ sáng nó cao đó, lạnh quá, nãy ra đặt máy vô ướt hết rồi nè, quấn mền nằm thôi. Nay lại không đem cơm nữa kêu về, sáng nay rồi em quay cho anh em xem nha, nếu mà về thì sạc được điện thoại thì quay chứ còn không thì chắc cũng chịu rồi. Thôi còn đồ về đó, cái bãi chim của em là từ đây vô cái cây này trong cách cái ao tầm 30 mét rồi vô lưới, thì em hay ngồi nơi cái cây á, em ngồi em coi kiểu là chim nó đi như thế nào đó. Rồi tình hình phai tiếng nó chịu hay là không chịu, né lưới hay là lưới tốt rồi cẩy rồi nữa đó. Rồi cái thế mình đặt loa đặt đài nó có hợp lý chưa, chim nó đậu như thế nào đó. Anh em chịu khó ngồi nghiên cứu một vài ngày rồi mình thích ăn chơi, thích ngủ nghỉ, thích làm sao đó cũng được hết, nhưng mà trước mắt mình phải theo con chim cái đã, mình theo nó chứ nó không có theo mình đâu nha. Thôi chào anh em cũng chắc quấn mền nằm đi, trời giờ dở mưa rồi về, đường này không biết có về được không nữa, khó đi lắm anh em. Chỗ này là không có xe cày chứ, khúc trên chỗ kia đổ về kia, trời ơi em nói đi muốn lúc nửa bánh xe mà giờ không biết sao ra, trời mưa này chịu cũng được, đường rất sét chạy không nổi. Ôi mệt toàn rồi anh em ơi, 9:30 rồi ra nước ngập máy luôn rồi anh em ơi, mắc cái bờ luôn. Bây giờ chắc em phải cuốn máy về cho rồi chứ ở đây chị mưa quá anh em, nó vừa ngập tới máy em mới kê miếng rơm đây nè, nhưng sợ đang nước đang còn văng nữa đây. Thôi chắc đi cuốn về đi anh em ơi, cuốn về rồi cái gì sáng dậy sớm ra đánh, chứ tình hình này em thấy không ổn rồi. Nó ngập cái là không có tiền mua luôn, bữa nay dịch thì đâu có ai gửi hàng gửi bọn gì được đâu, hư thấy cháy hư uổng tham thì thầm đây nè. Đây không biết chạy ra cái đường được không đây nữa, đường mưa khó đi lắm. Thôi chạm đang mưa to quá ý thích điện thoại. Cái gì sáng có đi em quay cho anh em xem nha. Hello anh em này. Sáng mình ra đặt máy thì giờ đi lên trên chạy dịch này chơi nè, xong rồi
giờ đang đi xuống thăm lưới nha. Hồi đêm mình về nước ngập quá rồi cái về, anh em thấy tích trên gò cao mình nước lên tới đây cái chỗ mà em hay núp canh chim đó, thì bây giờ nó ngập luôn rồi. Bây giờ nó ngập luôn rồi, bây giờ em phải lên trên chòi vịt em ngồi. Chòi em thì bên đó nè, đó cái chòi của em đó. Bây giờ đi ra xem người dính được bao nhiêu con, nước ngập gì thì nó không có chỗ đậu vui lắm nè, nó cứ đảo đã rồi nó tìm chỗ nó đậu á. Anh em thấy trên cục rơm nó có một con đang ngồi kìa. Bãi nó nước quá này, nó đó nó bay vô lưới luôn rồi anh em ơi, rồi dính hết rồi nè, bay vô dính 3-4 con, dính tùm lum hết luôn rồi. Nó ngập nước này nó dính hết luôn. À, nó đậu ngồi nó hóng, mà khi nó bay thấp rồi nó nhìn lên nó không thấy lưới á. Đây cũng sảy nghe nè, sảy một con rồi, rồi sảy 2 con luôn à, bay 4 con vô được 2 con sảy lưới mỏng kỳ, bay vô 4 con sảy 2 con. Bây giờ nước quá không biết có quay được không, bây giờ thôi đi gỡ đi. Nói chung là nước nó dùng mạnh lắm nè, nó xuống dưới nước được nó đạp nó hoàng, nó dùng này không biết làm sao nữa. Ở sáng chiên cơm nó bụng quá, ngày đó 1 con nè, bây giờ khung này là nó không dính, ngay khung loa là nó dính nhiều nha nè. Ở đây 1 con, ở để đây 2 con, bên kia con 3 con, 4, 5, 6, 7 con, 8 con. Nước thì dễ thấy, 8 con này nè, 8 con, thì để em đi gỡ 8 con này đã, kiếm cái chục con về không ở lâu đâu, nước nhà cũng không có. Dạ thôi vậy đi anh em nha, để em đi gỡ cái đó. Xong nhát rồi anh em, 2 con bay về nè anh em thấy không, nè nó mây mê tiếng nó bay vô nó dính này đó, đó thấy không, đó rồi đảo lại dính luôn nè. Ờ nó ra chỗ cái gốc kia nè, nó mê tiếng ghê lắm anh em thấy, nó bay vô ngay lò nó dính không nè, đó tung vô cái đầm luôn anh em thấy không. Rồi 2 con dính ngay cái lò đó anh em thấy không. Giờ em ra đây, người em đứng cách nói có tí rồi thấy không, đánh vậy mới đánh tiếng vậy đó. Đây nè chim đây, em đi bỏ chim ra. Đó nước ngập quá nên thấy 2 chim dính đó, ngay cái loa mới bị dính luôn. Tí là chặt em mới đi gỡ luôn lòng. Giờ bỏ cái này bắt đây đi.